Son, giải pháp quản lý nhân sự 4.0. Doanh nghiệp của bạn với nhiều nhân viên đang bắt đầu đến công ty và làm thủ tục chấm công. Có nhiều nhân viên đến cùng lúc phải xếp hàng chờ đợi đến lượt của mình. Việc chờ đợi đến lượt chấm công làm cho các nhân viên mệt mỏi, mất đi năng lượng trong một ngày mới làm việc, khiến tất cả người quản lý và nhân viên tỏ ra rất ức chế. Vậy, đâu là giải pháp cho sự rắc rối này? Giải pháp nhân sự HRSON sẽ giải quyết giúp bạn những vấn đề đó. Hãy cùng xem chức năng của HRSON nhé! Chấm công bằng mã QR, Face ID. Chủ động hơn trong việc đăng ký ca làm việc. Lưu trữ hồ sơ, sắp xếp khoa học rõ ràng. Thống kê báo cáo bằng biểu đồ. Lưu trữ thông tin bằng điện toán đám mây. Bảo mật, an toàn tuyệt đối, sử dụng được trên nhiều thiết bị. HRSON tự tin mang đến giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. HRSON.vn, giải pháp quản lý nhân sự 4.0, nâng tầm giá trị doanh nghiệp, miễn phí 30 ngày dùng thử. Đăng ký ngay!